sáng nay ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố lương nguyễn minh triết có buổi làm việc với trường chính trị thành phố về công tác xây dựng đảng và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị từ đầu nhiệm kỳ đến nay Mở đầu buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng và bó hoa tươi thắm đến tập thể cán bộ giáo viên trường chính trị thành phố nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, đồng thời mong muốn trường chính trị thành phố sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, sớm trở thành trường chính trị chuẩn theo quy định của Ban Bí thư. Thời gian qua, trường chính trị thành phố không ngừng tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và quản lý học viên ngày càng đi vào nề nếp công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo các quy định, quy chế hiện nay, chất lượng giảng dạy có sự chuyển biến tích cực. 6 tháng qua, trước tác động của dịch COVID-19, trường chính trị đã chủ động triển khai tổ chức đào tạo bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến, góp phần vừa phòng chống dịch, vừa duy trì tiến độ học tập cho học viên. Cũng trong sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm chúc mừng Học viện Chính trị khu vực 3.